Ok, chào bạn. Trong video này, mình sẽ phân tích vận đấu của mình và đối thủ Thái Lan Elo 2070. Và sau vận đấu trên thì anh đã bị mất 10 Elo CTC, còn 2060. Và vận đấu đó là gì? Chúng ta sẽ cùng bắt đầu ngay. Ở đây thì mình chơi quân trắng và bắt đầu nước D4. Đây là trắng lên mã F6, C4, G6. Chúng ta thấy là bên đen bắt đầu cho khai cuộc phòng thủ Ấn Độ. Ở đây thì mình đưa mã lên C3. Đen lên tượng B7. Đưa mã lên F3, E4, xin lỗi, D6, E4. Nhập thành. Và đến đây thì mình bắt đầu đưa về biến giống như Quang Liêm. Đó là mình phát triển tượng lên E2. Nhìn thì có vẻ như là mình muốn nhập thành cánh vua, nhưng không, thực ra đây là một cách nhập thành cánh hậu. Ở đây thì đen để tốt lên E5. Mình để tốt xuống D5. Trận đen phát triển mã lên D7, chuẩn bị phát triển lên C5. Chúng ta dễ thấy đây là những nước bài bản trong khai cuộc phòng thủ Ấn Độ. Tiếp theo đến mình đưa tượng lên G5. Đây thì là đen đuổi, mình lùi tượng về, tiếp tục đuổi, lùi về. Rồi đến lượt đen, đen phát triển mã lên C5. Chúng ta thấy là mã tấn công và tốt ở E4. Mình đưa hậu lên C2 để phòng thủ. Đến lượt đen, đen đẩy tốt lên A5, chúng ta rất đúng bài để tránh cho mình đẩy tốt lên B4 đuổi mã. Đây thì mình lùi mã về D2, như vậy là chúng ta thấy là bên đen sẽ không thể phát triển mã lên H5 để ăn tượng. Nhưng mà trong vòng đấu trên thì mình cũng không định ăn tượng. Xin lỗi, không định lấy tượng để đổi mã. Rồi, chúng ta tiếp tục đen đưa hậu lên E7. Mình nhập thành xa. Ok, đến lúc này thì bắt đầu nhập thành xa rồi. Rồi, đen đẩy tốt lên C6. Mình đẩy tốt H4. Ở đây thì mình bắt đầu mở cột xe để tấn công cánh vua. Đây thì đen đẩy tốt xuống. Mình tiếp tục đẩy tốt lên F3. Đây thì đen không ăn. Đen tiếp tục đẩy tốt lên H5. Mình xuống tượng F2 để tấn công quân mã này. Và trong cái biến mà khai cuộc này, khai cuộc mà Quang Liêm hay dùng, thì quân tượng U đen không được dùng để đổi với quân tượng U đen của đen, mà thực chất nó dùng để tấn công mã. Thì ở đây chúng ta sẽ tiếp tục. Đây thì đen đưa tượng lên H6 để ghim mã. Đây mình vào vua để tháo ghim. Rồi đen ăn, mình lại tốt ăn lên. Ở đây tại sao lại lấy tốt E? Bởi vì mình muốn nhường vị trí E4 cho mã. Rồi tiếp theo đến lượt đen. Đen phát triển tượng lên D7. Mình ăn mã, tốt ăn lên. Và đến đây thì mình bắt đầu kiểm soát U E4 với nước lao mã lên. Ở đây thì đen ăn luôn. Mình lấy mã ăn lên. Và đen đẩy tốt lên F5. Ở đây thì hơi sai sách một tí, khi mà quân mã này không phải quân mã bất tử, vì đen vẫn đuổi được. Rồi mình lại phải chạy về. Đây thì đen đưa hậu lên D6. Nước có lẽ để chặn tốt thông, hoặc là đẩy tốt lên và chui hậu xuống hay gì đó, mình không biết nữa. Rồi, ở đây thì mình phát triển tượng lên D3. Chúng ta muốn nước để giúp quân tượng hoạt động hơn, kiểm soát ô E4 để tránh cho đen đẩy tốt lên. Rồi, đây thì đen đẩy tốt xuống A4. Mình đẩy tốt lên A3 để block quân tốt ở A4 lại. Rồi, ở đây thì đen vào vua. Mình muốn nước có lẽ là để tránh khỏi đường chéo tượng có thể chiếu. Đây thì mình vào xe ở E1, gây áp lực lên quân tốt ở E5. Đây thì trắng đưa tượng xuống F4. Có lẽ là trắng muốn đưa xuống G3 để tấn công xe. Mình về mã. Ở đây thì đen đưa tượng xuống E3. Mình lại đưa xe ra. Đây thì đen về đuổi hậu. Lúc này thì mình không muốn đưa xe ra để giữ nữa, mà mình quyết định đưa mã lên, tấn công lại quân tốt ở F5, đồng thời phá cấu trúc tốt cánh vua để quân mình tiện thể đưa sang. Đây thì đen vẫn ham hố ăn luôn, và đen ngay lập tức bị đè khoảng 60%. Đây thì mình lấy mã ăn tốt, tượng ăn. Rồi lúc này thì bên đen đã bị phá một quân tốt ở cánh vua, và đến đây thì đen lựa chọn đưa tượng về D4, quân tượng phòng thủ cho hai tốt. Tuy nhiên thì đây lại là nước không hay. Chúng ta thấy là mình bắt đầu mở cột đổi tốt để mở cờ. Đây mình lấy tốt ăn.
Trong quả đấu trên nếu đen đấy tốt ăn lên thì mình sẽ đưa xe ra và gọi là bẫy hậu. Cho nên là ván đấu này đen không dám ăn, anh phải cứ rút. Mình đưa xe ra, đen đẩy tốt xuống, mình đẩy tốt lên. Lúc này con tốt này chết chắc rồi. Đen sẽ làm gì? Ở đây thì anh chạy hậu, một nước chạy hậu không biết để làm gì. Có lẽ là để đẩy tốt xuống hoặc là không không đẩy được. Chung là mình không biết là đen giao hậu đây để làm gì. Đưa ra đây chăng? Cũng không để làm gì. À có lẽ là đen muốn đưa ra đây sau đó đẩy tốt lên để tấn công cánh vua. Rồi, nhưng mà quá muộn rồi. Pem. Đen vào vua, chúng ta thấy là bây giờ thì vua của đen hở toang toác rồi, vì tốt đã đẩy lên hết rồi. Trong khi đó thì mình các quân của mình quá hoạt động. Rồi, tiếp tục trồng xe ra. Một nước mistake nhưng mà vô tình nó lại chính là chìa khóa để giành chiến thắng trong trận đấu này. Đen đưa vua lên, một nước đánh để mời chiếu và mình chiếu luôn. Bắt hậu. Và đen chịu thua luôn. Như vậy là tỷ số là 1-0 cho Việt Nam. Việt Nam đã chiến thắng Thái Lan. Rồi, chúng ta sẽ làm thêm ván 1 phút. Lên mã. Ngon luôn. Không ăn. Lì lợm. Vào đấy. Ui. Bỏ tốt à? Máy. À, lại thế đấy. Mười chín giây ZTC. Còn 11 giây thôi. Ui dồi ôi, 23 lô, trời ơi.